Hello, xin chào mọi người. Hi Kitty. Hello. Xin chào. Hello Misan, hello Mikon. Bây giờ mình đi đâu ạ? So shall we go all the way straight? Let's go straight, Kitty. Anh này là lên xe là kể như không bao giờ nói chuyện nha mọi người. Đó, không bao giờ nói chuyện. Xin chào mọi người đi Mikon. Sao nay giống cô gái ác đậu vậy? So ngày nay mình cả gia đình mình đi đi qua chợ Đại Hàng để coi mua cái gì được về cho tối nay ăn chứ tại vì mấy cái nhà hàng mình thích đó là nó đóng cửa, nhà hàng Việt Nam mình thích đó là nó đóng cửa, nó không có nhà hàng đó là ông cha ông xã mình rất là thích luôn. Và không biết tối nay có fireworks không, không biết. Mà ở ngoài trời rất là đẹp luôn. It's minus. Ở ngoài có 3 độ trừ thôi. Mấy tỉnh khác mà nghe 3 độ trừ, mấy thành phố khác, nước khác mà nghe 3 độ trừ nó le lưỡi ha. Đây 3 độ trừ là rất là đẹp. Sơn ơi. Sơn à. Giờ Sơn đi đâu vậy? Hello. Sơn đi đâu vậy? Chị thấy bà ba chỉ vừa lái xe có một tay nè, ổng này one hand vậy nè. Rồi cái chị nói là phải tập thói quen là phải chạy bằng hai tay chứ không có chạy một tay. Chạy xe phải hai tay hả con? Hả mấy con? Gì con? Chua đúng rồi con. Chạy xe phải hai tay chứ sao mà chạy xe có một tay không có an toàn phải không con? Dốc này hồi xưa cái thời mình mới qua trời mình đâu có dám chạy cái đường này. Xuống cái dốc mình nói trời cả đời chắc mình không bao giờ mình dám đi hết mà giờ ở không quen. Đó, mọi người thấy mấy cái nhà bên đây không? Đó, cả triệu không đó nha mọi người. Hả? Đó, mấy cái nhà bên đó đó. 1 triệu trở lên. Cái kia nè. Ôi, cái khô lòng tông nào kìa. Một bịch hột vàng 24 đồng, nửa ký. Thì 75 gram 7 đồng. Đây hấp khô đậu nè. Wow. Khô đậu. Coi hai cái thùng mà bán hết phốt mà được. Thịt nhách đó nè, tao mua về tao làm tao ăn hết kìa. Chị xí. Thì sao được chị? Yeah, but this one is all this. Wow, vậy chứ người ta mua cũng dữ ghê chứ người ta mua về người ta ăn nè, nó thật nhất rồi nè. Coi nè, nó bán mấy cái đồ mà làm lẩu sẵn nè, từng phần vậy nè. Ồ, có đầy hàng nè mọi người, chợ đầy hàng nè. Ồ, nó bán sẵn kìa, coi ngon lắm không? Ok, let's go. Đủ loại mì, đủ loại cải nè, ham lắm nha. Bánh ngon lắm à. Ôi, cái bánh này thích dữ hả con? Cho em miếng đi. So yummy. Yum, xanh thích không? Yum. Xanh thích không? Thích không con? Yum. Xanh thích không? Yum. In the beginning. Thích không con? It's all kind of Japanese person food. Fish cake. Careful, careful, too. Ở đây là toàn là chả chả cá rồi nè. All kind of fish cake. Nay nó không có cho ăn trỏng thành ra mình mua ra ngoài mình ăn nè. Hot. Still hot. Ăn tại chỗ.
No, it's fresh. It's fine. It's very fresh. Be careful. There's lava. Sit down and take a little bit. How much is this one, Kitty? This is 12 and this is 4. You see, this 12 bucks cheaper than the one that we bought in the other one. Yeah. 12 đồng mà rẻ hơn okay, còn bữa, bữa Christmas mua nhà hàng kia chứ. Your ăn mà không sót, cha nội. Huh? You like to eat this one? Con thích ăn này không con? Con thích fry phải không? He likes fry more. And chipita mi sao? Let me they sanitize my hand first. Have you sanitized your hand? Have you? Yes. Where? Yeah. Where did you do it? In the restaurant. In the place. You mấy con có sanitize cái tay con chưa ạ? Sí. My son doesn't have to do because he wear gloves all the time. Giờ ăn tại đây luôn nè mọi người. Ăn tại chỗ mọi người. Về nhà nữa à, không ngon. Hello. Hello. Pretty good? Routine. Gà ở cái chỗ này rất là ngon luôn. Đi nhai thử cho mọi người nghe nè, nó giòn dễ sợ giòn. This one tastes so good. I love this chicken. This chicken, this chicken is really good, yeah. Chipita for you, Pekin. Look like it's... It looks like it's marinated inside as well. It has a very particular nice flavor. Cái này á, cái loại này đây á, nó làm sao mà nó giòn ở ngoài mà cái thịt ở trong nó có thấm luôn, giống như nó có ướp nữa mọi người, thành ra rất là ngon. Rất good hả? So good. Chân ăn ngon chân? Really, really. Mấy con ăn ngon không con? Ngon không? Con ăn nghe ngon không? Let's try to get a little bit to that. Mommy, what's your idea? Con đó con, Kitty, can you wrap that little bit water for her? Still, but it's just tiny bit. Oh, she said she has already. Okay. Kiriki. So good? The chemical, right? Con cầm con cạp đi. Are you some water? No, no, chemical, take it. Ăn ngon không? That's for the kids. That's for the kids. Wow, so good. Man, this chicken is perfect. Okay, I'm good. That's for you, guys. Really good. Ở chợ đại hàng á mọi người. Mọi người nào mà ở đây á đi chợ đại hàng á ngon lắm. Gì con? What's your what? Papelito. Papelito. Con muốn ăn nữa không? Mommy. I love this chicken the most. It's really good, yeah. Này con. Me as well. Okay, guys. So with that, we're gonna survive for a couple more of hours. So Chiki, order a couple of pizzas, and then what are you gonna cook for you? Not a cup, just one for you. Just I'm one? Gonna eat. Yeah. For me and for the kids, two. Huh? Yeah.
one Hawaiian and maybe one cheese or so, another flavor, and then we share. We pick it up too, kiddo. Don't do delivery. Đi con, đi con. I don't know if they receive orders in person. This one have bones, I'm not sure. Just touch it. Đi con. I'm not sure if they receive orders in person. Ừ. You can try it. Địa chỉ nhà mình mới. Thành ra mỗi lần mà order á, đồ không tới. Mình kiếm không ra. Can I ask for driver right now, or we're fucking... Jollibee. Jollibee what? What happened with that? For that chicken. Have you ever heard anyone say it's good? I saw reviews on the internet that it's good. Yeah. But somebody that I know in Edmonton, no. Mm. The Chinese guy, the famous Chinese YouTuber, he went to Jollibee in Philippines and Jollibee in US. Well, he said it's really good. Is a potato really good? Coi nè mọi người, hậu rất là ngon luôn. Đây ngon. Hot rồi, còn nóng nữa con. Hurricane, right? Nhâm 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 nhâm. Hậu quá ngon. Yummy. Như con. Không phải mình gọi yummy. Yummy. Yummy hả con? Yeah. Very yummy. Oh man. Yummy. I'm scared. I'm sweating. Just. No, you're touching. Here, Papa. Mong con. There we go. Thank you. Con nữa không con? You want chipita, Mika? Yeah. I'm three. You want three chipitas? Como chica, no. Coming right up. Como three. Order or three chipitas? Yummy. Yay. Oh. Bữa nào? Order or three chipitas para mi micón? Chưa. You have any money? Oh, they have $5 with you? There's everything in the car. I know, I knew it. I know the cake. Cái này ăn ăn liền mới ngon, thường là mình ăn tại chỗ, mà tại vì nay nó không có cho mình ăn đó, mình phải ra xe mình ăn. Mà ăn liền nó ngon. Khoan nữa không xanh? But okay. Cho em đi con. Cookiesita for him, đi con. One em. Cookiesita for the boy. Nè, the boy. Em không có ăn. Cái khách sạn này nè mọi người, là mấy năm trước, cái lúc mà mình quen ông xã mình làm bao nhiêu năm, là cứ hả Tết là xuống đây ăn á mọi người. Tết với Noel nè, mình vô khách sạn này mình ăn. That's the hotel that we... Con gà nữa hả? Qua đây lâu lắm rồi đó mà mình chưa có bao giờ quay cái thành phố về đêm cho mọi người coi ha. Hôm nay nhân dịp này mình đi nó hơi tới tối nè, thành ra mình quay. Giờ này có 4 giờ rưỡi thôi nha mọi người. Hi, có xích bèo không vậy con? Dạ. Mi con move chỗ này, con có xích bèo chỗ con move. Ok. Bây giờ mình đang đi cái hướng này đi về nè, là mình đi ngang qua thành phố đó, cho nên mình quay cho mọi người coi. Hồi nào cũng giờ có dịp quay, bây giờ mới nhớ quay nè. Ngày nay đi ông xã, ông lái xe, thành ra mình quay được. It's pretty good. It's like a big, boring, ridiculous game. Chan Chan Chan? Yeah. Loves mommy? No. Why, why not? No. Besito? Ha, ha, ha.
lâu quá không có cho hai tên này đi ra ngoài á, ngày nay đi qua qua tung tăng quá chừng, mà lo ẩm anh này không có dám cho anh đi, thiệt mệt không chết. Giờ mình quay cái cảnh vừa chạy xuống thành phố, mình quay cái cảnh ở bên kia đồi, bên kia cái hill ha, mình cho mọi người coi nè. Night time. City in the night. City in the night, yeah. Papa. Papa Pop. Radio. Hồi xưa mình đi từ cái Việt Nam bay qua đó. Từ Việt Nam qua đó cái mình nhìn ở trên trời, lúc mà tới thành phố á, mình nhìn ở trên trời mình nhìn xuống mình nói trời cái thành phố cái gì các bạn. Tại vì tháng 12 nó trắng xóa luôn. Careful, Mika. Wow. Trắng xóa luôn cho nên cái đèn á nó vắng, nó không có người, mình thấy nhìn lên mình thấy đèn chiếu y như cái bánh kem vậy đó. Mommy, that's how it's almost night time and then for mommy it's like morning. River. Ở bên ngoài á thật sự là tối thui rồi mọi người, mà tại quay lên sao biết sáng, bởi mi con hỏi tại sao ở ngoài ban đêm mà quay lên thì thấy sáng quá. Chưa là ở ngoài là tối đó. Không có, tại vì cái đèn cái phone của má nó có đèn á con, cứ nó chiếu cho nó sáng đặng cho mọi người coi dễ hơn. Nói chị nói tại sao mà mình đi đường vòng chứ mình không có vô thẳng thành phố, thành ra nên mình chỉ thấy được bên ngoài vậy thôi. Cái tòa nhà đó là tòa nhà của chính phủ á mọi người, đó người nào mà Việt Nam mới qua hay là di dân mới qua là phải đi vô cái tòa nhà đó đó, nhà màu hồng đó đó. Đây hồi nãy mình đi qua chợ đại hàng mình mua được mấy món này đây mọi người. Rồi đây là mì tương đen, ngồi đây đại hàng nó ăn á mọi người, mì đen thù lùi đó. À, cái bằng mì tương đen nè đó. Thì tính mua tươi vậy làm mà thôi cực quá, nó bán sẵn vậy mình mua vậy nó tiện hơn. Đó mình mua hai bịch vậy 10 đồng tính là rẻ đó. Quá rẻ luôn. Còn đây là mì này của cũng của đại hàng luôn nè, nó đông đái vậy nè. Nhưng mà làm ra nó ăn rất là ngon, giống như tươi vậy đó. Cái này mình mua về em mình nó xào rất là ngon luôn. Đây hai bịch như vậy là có 7 đồng, quá rẻ mọi người ha. Cái công mình làm biết bao lâu mà mình mua vậy về cứ 3 đồng rưỡi một bịch. Mà nói nào ngay sale, chứ nếu không sale là hình như 6 đồng một bịch hay sao, nhìn nó sale 50%. Còn đây là mấy cái chả cá, mình thấy chả cá của đại hàng mà nó nấu súp hoa này kia nó bỏ vô đó nè, nó cắt này rất là mỏng luôn nè. Mà không biết ngon hay dở, lần đầu tiên mình mua thử nè, một bịch như vậy là 8 đồng. Mình mua hai bịch. Mình mua hai bịch cái hiệu mình đâu có đọc được đâu, cái này là tất cả là từ đại hàng đem qua hết luôn. Sản phẩm này từ bên đại hàng đem qua hết luôn, bởi vì toàn là tiếng đại hàng không có biết gì đâu. Trời ơi, mami bỏ vô cái xe đẩy á, con nhớ không, con với ba ba đứng đằng kia cho ông mua gà đó, cái em chạy tới chạy lui nè, mami làm một đống này, mami vừa đẩy lên, mami vừa coi em, vừa đẩy lên vừa coi em, cái mami tưởng vậy cái nó rớt mẹ nó ra, mami không hay, mami sorry, lần sau mami mua cho con nha con, xin lỗi con nha. You give me only cars. Hồi nãy mình đi chợ đại hàng với chị á, là chị có lụm hai cái bịch kẹo nhỏ nhỏ. Mà mình tưởng đâu là chắc mình đẩy xe, mình tưởng đâu chắc lúc mình trả tiền á, này ổng đi mua gà. Thành ra mình đứng mình đẩy, mình tưởng đâu mi xanh chắc nó đi nó đường nó lấy nó bỏ vô. Mình rớt hồi nào cũng không hay. Mà giờ chị cầm lên, chị nói mình ổng thương chị. Chocolate. Nè, giờ mommy cho con cái này nè. Chị thích ăn seaweed. Ở cái người nào mà có mua biết á, ở mình mua ở Costco á hả, một hộp là gấp đôi như này luôn, mọi người về cứng luôn á. Mà ở bên đây nó bán quá mắc, ở Costco nó bán 5 đồng là bạn đây bán 10 đồng á, tất nhiên là một dĩa như vậy á là một dĩ như vậy đây 5 gram, mà ở trộm một dĩ hình như 10 gram hay nhiêu, nó nặng nó nhiều hơn, rất là nặng. Đây nè mọi người, nó mì đại hàng nè, mì này mọi người thấy quá rẻ không, hai bịch gì mà chỉ có 7 đồng thôi, mà tại nó nào ngay thì tại nó sale thiệt, nhưng mà cũng quá rẻ đúng không, rất là tiện luôn, mà ăn lên giống như mì tươi vậy đó. Bữa nào nấu ok
Còn chút nữa New Year thì mình chỉ ăn, mình order cái món này về rồi mình gỡ ra mình ăn thôi, chứ không có, không có bài biện gì nữa hết. Tại không ai qua nhà ai hết, làm biến nấu nước đó, mọi người. Thành ra mình mua cái này làm, cái này là súp mà nó nấu với lại cái này bánh gạo đó. Bánh gạo mà mọi người thấy nó ăn dẻo dẻo mà nó lấy cái cây mà nó chích từng từng cục nó ăn đó, là cái này nè, mà nó nấu là với chả cá này. Đó, chả cá này. Mình không biết cái hiệu này có ngon hay không mà mình mua hai bịch. Quá rẻ luôn. Một bịch như vậy là có 8 đồng. Quá rẻ ha. Nè, nhiều lắm chứ bộ. 8 đồng bạc. Hai bịch. Bịch giá hai đồng mấy, ngon ghê không? Rất là ngon luôn. Hành 3 bó, có 1 đồng bò 1 đồng. Rất là rẻ. Nhiều đây không mà 100 bạc. Còn cái bánh này nè. Cái bánh này á, hộ ông xã mình không rất là ghiền luôn. Mà công nhận nó nào ngay rất là ngon luôn. Một hộp có mấy miếng mỏng dánh luôn á mọi người. Một hộp như là 5 đồng rất là mắc luôn. Ở bển mình thấy đồ ăn á, thì nó không có mắc nhiều. Mà ba cái bánh trái, mà ba cái loại bánh đầu này kia á, là nó mắc. Tại vì nó bán mấy cái đồ mà gọi là mấy cái hình của Mickey Mouse, Panda, mấy cái gấu Panda này kia của nít nó thích á. Thành ra mấy cái bánh kẹo của nó rất là mắc luôn. Mình thấy không có rẻ, mấy cái bánh này là một hộp nhìn mà 5 đồng rất là mắc luôn. Nhưng mà nó nào ngay rất là ngon. Chỉ có đại hàng của tụi đại hàng mới có thôi. Nhưng mấy bánh này của đại hàng thì chợ Tàu mình cũng có. Nhưng mà cái này mình nghĩ chắc của, để coi coi của ai, hình như của nó. Ở đây nó bán đồ hầu như là của bên nước đại hàng nó đem qua luôn. Bởi vì mình thích đi chợ này mà nó nào ngay nó xa quá cho nên mình lâu lâu mình mới đi. Nó coi chỉ nhiêu đó thôi, 100 đồng. Bây giờ là đêm giao thừa của bên đây nè, mà nó buồn hiu mà. Mà ở ngoài đông lắm mọi người, người ta cũng đi chợ mua đồ nhiều lắm. Người ta đi chợ mua đồ cũng rất là nhiều luôn. Tại vì em chồng mình, cái em mình, em gái mình với chồng mình thích lắm. Thành ra ổng mua cái nào cũng hai cái để ổng đó mua cho em. Bánh gạo nè mọi người, bánh gạo nè, mình thích, rất là thích ăn cái món này. Mà ăn món này nó nào nghe cũng ốm lắm á nha. Đó, mà nhưng mà nó làm sao cái gạo nó rất là dẻo, rất là ngon luôn. Mấy con có còn dặn má mi không? Nói coi có còn dặn tôi không? Yes. Còn dặn hả? Hả? Oh, vẫn còn dặn kìa mọi người. Không có tha thứ cho má mi kìa. Không mua đồ cho chị, chứ còn dặn kìa. Đồ ở đây khi mình mua nó để là bảo quản ở chỗ nào á, mà nhiều khi mình về mình để lộn á, trời nó hư hết kìa. Rồi mình cũng mua chả, chả cá về mình để, trời mình liền im thịt luôn. Uống ghê. Are you gonna order what, pizza? Couple of pizza maybe. Yeah, one Hawaiian and maybe one cheese, four cheese. Thôi bây giờ ông xã mình sẽ đi order pizza về để mà một chút nữa mình ăn đêm giao thừa. Mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Thank you và chào tạm biệt. Bye bye.